Rồi mến chào anh em, hôm nay ngày 13 tây tháng 5 anh em. Thì hôm nay em giới thiệu đến cô chú chị em một cái dòng máy này là Kubota anh em. GT thứ nhất là GT 125. Đó, hàng này nghĩa địa chất tông anh em. Máy đã qua sử dụng anh em. Kubota trên hãng xịt đó mà. Cái áo cái dạng. Nay về ba loại máy này mà. 125. Con này là 140. Con này là 155 nè. Máy là mới tinh không. Tình trạng máy là còn rất là đẹp anh em. Hơi hám là bao nha anh em. Đó. 155 GT Kubota chính hãng. Máy cực kỳ đẹp luôn. Quá bán rồi anh em ơi. Rồi con thứ hai là con EGT 140 anh em. Máy mới rửa luôn. Nóng hổi luôn anh em, vừa thổi vừa ăn luôn anh em. Anh em nào mua mấy dòng máy này về chạy là nhức cái nách luôn anh em ơi. Đó, con này coi. Con này máy là tình trạng là bao anh em hết ha. Quá đẹp. Rồi con thứ hai con này 140. Trong nhà anh còn nhiều đó anh em. Nay là một cái máy mới về ba con này thêm đó anh em ơi. Trong nhà thì còn 140, 155 nào cũng có. Không, lỗi 155 còn con anh em ơi, 140 nhiều. Con này là 125 anh em. Máy là Ken Span luôn. Rồi, phát máy phát pháo cái con 125 trước đi. Chạy nó đi. Rồi. Máy tắt nó cũng được nữa. Rồi, con thứ hai anh em ơi. Con này 140. Thích cứ liên hệ bên em nha, bên em
em ơi. Trong nhà còn chơi gì đam mê mà anh em. Đó, đây nè anh em. Đó. Trong nhà còn đấy. Đó nữa anh em. Đây. Anh em. Đây. Cánh xà beng không à? Còn nữa. Tính mua về khoảng chục con nữa anh em ơi, về cho một quốc hội luôn. Đang chạy rồi. Rồi, anh em nào cần xài máy yêu thích thì liên hệ với anh em nha.